Thanh Vũ và Minh Châu. Xin chào mừng tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Món ngon mỗi ngày. Đây Minh Châu, anh có cái gì đây? Xoài tướng. Anh Vũ, mắm đường đâu? Mắm đường, đâu có mắm đường đâu. Mắm ruốc đâu? Cũng có luôn, em sao vậy? Vậy là muối ớt đúng không? Không hề, không hề có. Nghe em nói anh biết em là fan của sôi tượng rồi. Đúng rồi, không có mấy cái đó đem về tới cho em làm gì. Nhưng mà Minh Châu có biết không, sôi tượng tuy là một món ăn chơi rất là hấp dẫn, nhưng thật ra sôi tượng thì còn là một món ăn kèm với các món ăn cơm cũng khá là hấp dẫn. Ví dụ như là cá chiên dầm sôi tượng thì ăn là quên no luôn đó nha. Đúng rồi đó. Nhưng mà em biết có nhiều người á không ăn được cái món đó bởi vì ngại cái mùi tỏi sống nè, rồi mùi nước mắm đó anh. Đúng rồi. Vậy bây giờ có cách nào giải quyết không? Có chứ, anh đem trái sôi tượng đến đây là anh đã có cách rồi. Thực sự ra anh làm nghề bếp á thì anh cũng thấy được rất là nhiều khách nước ngoài người ta muốn thưởng thức món ăn Việt Nam nhưng mà người ta ngại ăn cái mùi nước mắm cũng như mùi tỏi. Thì nhân dịp có trái sôi tượng hôm nay, anh sẽ giới thiệu cho em cũng như quý vị khán giả một món ăn cũ mà không cũ với tên gọi là cá thu sốt sôi tượng. Với khẩu phần 4 người ăn cho món ngon giao mùa cá thu sốt sôi tượng, Minh Châu và các bạn chỉ cần chuẩn bị 4 khúc cá thu, hành lá, một chén tương xí muội, nửa chén sôi tượng các hạt lựu, dầu ăn và bột tẩm khô chiên giòn Ajiquit. Nguyên liệu thì chúng ta chỉ cần có thế thôi Minh Châu à. Dạ đúng rồi. Mà cái cách làm thì cũng vô cùng đơn giản như đang giỡn vậy đó. Bây giờ này mình bắt đầu chế biến ha. Đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ ướp cá với lại đậu hành và bột tẩm khô chiên giòn Ajiquit. Trước tiên anh sẽ đập dập hành lá như vậy, bằm nhuyễn. Nếu mình bằm nhuyễn thì cái tinh dầu ở trong hành nó sẽ thấm vào trong cái thịt cá hơn đúng không anh? Đúng rồi vậy em à. Mình bằm như vậy để nước hành á nó ra được nhiều. Dạ. Thì chúng ta ướp vô cá thì cá nó thơm, cá không bị tanh. Rồi anh sẽ ướp cá thu với lại hành lá như vậy. Ướp tẩm đều luôn, có nguyên cái mảng xanh rất là đẹp. Dạ. Rồi xong mình sẽ làm lần lượt như vậy ha. Dạ. Anh Vũ, anh Vũ mua cá bị hư hay sao mà em thấy nó bị bể hai bên đầu nè? Không phải đâu, anh cố tình đó. Anh cố tình cắt hai bên cá như vậy để khi chiên thì cá nó không bị cong, không bị vênh lên. Tại vì cá thu này anh khứa rất là mỏng. Em hiểu rồi. Tại vì anh cắt mỏng như vậy cho nên là anh không có muốn là cá nó sẽ bị cong nên anh đã khứa hai bên da cá đúng không? Chính xác. Ừ. Rồi bây giờ sau khi ướp với hành lá xong thì anh sẽ ướp với lại nửa gói bột tẩm khô chiên giòn Ajiquit. Sao có nửa gói vậy anh, ướp nguyên một gói luôn đi. Không, tại vì cái này chúng ta chỉ tẩm áo ngoài và chúng ta chiên áp chảo, chúng ta không chiên ngập, cho nên khoảng nửa gói cho khoảng 4 khúc cá thu như vậy là vừa. Và đối với món cá thu sốt sôi tượng này thì Minh Châu cũng như các bạn nhớ là chúng ta chỉ cắt mỏng thôi. Như vậy thì gia vị mới mau thấm. Như vậy là mình chỉ cần dùng cái bột tẩm khô chiên giòn Ajiquit này thôi thì đã đủ đúng gia vị rồi. Mình không cần tẩm ướp thêm gia vị nào khác nữa đúng không anh? Đúng rồi em. Đã vậy anh Vũ đã cắt cá rất là mỏng, do đó gia vị sẽ lại càng dễ thấm vào trong thịt cá hơn đúng không anh? Đúng vậy. Quý vị khán giả thân mến, khi mà cắt cá quý vị nhớ là chúng ta chỉ cắt thật là mỏng thôi nha, để cho cá mau thấm gia vị. Và bây giờ chúng ta sẽ tới công đoạn là chiên cá. Đối với cá thu sốt sôi tượng thì chúng ta chỉ cần chiên áp chảo thôi. Rồi anh sẽ cho vào đây một ít dầu thôi. Bây giờ anh sẽ cho cá vào chiên ha. Rất là dễ dàng. Dạ. Rồi. Chúng ta để được nhỏ lại. Dạ. Chúng ta canh chiên cho cá vừa vàng và cũng vừa chín tới bên trong luôn. Rồi bây giờ Minh Châu canh ha. Nhớ đừng có bị cháy nữa nha. Dạ. Thì mình cứ phải đợi cho nó vàng rồi mình mới lật mặt đúng không anh? Mà em nghĩ như vậy nè anh Vũ, với miếng cá mỏng như vậy nè mà đã thấm qua cái bột tẩm khô chiên giòn Ajiquit rồi thì sẽ rất là nhanh chín. Mà đã vậy á, cái bề mặt sẽ vàng nè và giòn nữa. Và nó rất là dễ chiên nữa nè, Minh Châu thấy không? Dạ. Đó, khi chúng ta tẩm bột tẩm khô chiên giòn Ajiquit thì là cá sẽ không bị dính chảo nè và không bị nát nữa. Đúng rồi đó. Quý vị thân mến, bên cạnh việc giúp cho món cá được vàng nè, giòn ngon hơn thì bột tẩm khô chiên giòn Ajiquit còn giúp cho món cá không bị nát và không bị dính chảo khi chúng ta chiên. Rồi bây giờ em giúp anh tắt lửa đi Minh Châu. Xong dạ. Rồi đó. Bây giờ mình hoàn tất rồi. Chưa. Còn gì nữa? Cá thu sốt xoài tượng. Không có cá thu rồi chưa có xoài tượng. Anh thử thôi. Đây, chúng ta chỉ cần cho nửa chén sò tượng ra hạt lựu và một chén tương xí muội. Thế là xong. Em ăn sò tượng với mắm đường nè. Với lại mắm ruốc nè đúng không? Muối ớt nè đúng không? Hôm nay anh sẽ thử sò tượng với lại tương xí muội. Và sẽ cho sốt sò tượng ở dưới làm nền. Chỉ riêng có cái phần mà anh cắt xoài tượng hình hạt lựu là đã khác với lại những cái món cá thu xoài tượng bình thường rồi đó anh. Anh sẽ xếp cá lên trên như vậy.
Thế là món ăn chúng ta đã hoàn tất. Anh Vũ, ngon quá à. Nhìn gờ cá thì chín vàng nè, có mấy cái miếng hành xanh xanh đẹp đẹp nè. Xoài tượng á hả thì nhìn rất là đặc biệt, bởi vì nó trộn với tương xíu muội á, nó sánh sánh á, nó thơm thơm. Anh Vũ cho em thử một miếng nha. Rồi, bây giờ em sẽ thử xoài tượng với tương xíu muội và cá thu như thế nào. Hết hồn, tưởng đâu cho thử xoài tượng với tương xíu muội không. Em cảm ơn anh. Vũ biết không, quả đúng như anh nói ngay từ đầu đó, là món ăn cũ nhưng mà không hề cũ một chút nào hết. Bởi vì với sự biến tấu là mình cho bột tẩm cua chi giòn Acicut vào thì làm cho món cá nè bên ngoài thì vàng giòn không bị cứng, còn bên trong thì vẫn giữ được cái độ ngọt và vị mềm nữa. Món ngon. Giao mùa. Chắc chắn là với chủ đề món ngon giao mùa thì chương trình Món Ngon Mỗi Ngày sẽ còn gửi đến cho quý vị rất nhiều những món ăn ngon phù hợp với thời tiết trong giai đoạn giao mùa như thế này, để giúp cho quý vị và những người thân yêu trong gia đình có những bữa cơm thật ngon và thật ấm áp bên nhau. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Hy vọng là quý vị sẽ thực hiện thành công món cá thu sốt xoài tượng. Và nhớ đừng quên đóng góp ý kiến để chương trình ngày một tốt hơn thông qua hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc là số điện thoại của Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam số 0838237557. Còn bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả quý vị.